Chào các bạn, trong video lần này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo blog bằng WordPress. Thì như các bạn cũng đã biết thì WordPress đó là một ứng dụng trang trí rất là tuyệt vời, được hỗ trợ để các cái blog cá nhân. Và thông qua WordPress thì chúng ta có thể tạo các website như blog, website tin tức hoặc là giới thiệu kinh doanh, bán hàng, vân vân. Thì vì thời gian có hạn cho nên là hôm nay trong clip này mình chỉ hướng dẫn các bạn cách tạo blog một cách đơn giản nhất bằng WordPress. Thì để tạo có một cái blog cho mình á, thì trước hết các bạn hãy vào trang chủ của WordPress, đó là wordpress.com. Đây các bạn nhớ là vào wordpress.com nha, tại vì cũng có một trang web khác của WordPress là wordpress.org. Tuy nhiên để tạo cái phần một cái blog miễn phí thì các bạn phải vào cái trang web wordpress.com này các bạn ha. Thì đầu tiên khi mà các bạn muốn có một cái blog thì các bạn phải có một cái tài khoản cho mình. Thì khi các bạn chưa có thì các bạn hãy chọn vào cái nút Get Started chỗ này. Thì nó để tạo ra một cái account cho cái WordPress này thì các bạn yêu cầu các bạn phải có một cái tài khoản, và thường đó là tài khoản Gmail nha các bạn. Thì ở đây các bạn thấy là khi mà các bạn nhấn vào đó thì nó sẽ có một trong năm bước, là một step one ở đây, tức là bước một trong năm bước. Thì ở đây người ta sẽ cho các bạn xem các cái giao diện mà các bạn muốn của cái WordPress của bạn. Thì các bạn muốn nó sẽ cấu trúc của nó sẽ như thế này hoặc là như thế này. Ví dụ như bây giờ mình sẽ chọn một cái, ví dụ như là nó theo đây chẳng hạn, thì click vào đây. Sau đó người ta sẽ cho các bạn các theme ở đây, tức là các chủ đề mà các bạn để chọn cho cái WordPress của các bạn. Rất là đa dạng các bạn ha. Thì ở đây là những cái theme này đều là miễn phí. Còn khi mà các bạn có cái account rồi, khi các bạn muốn nâng cấp nó lên thì các bạn có thể mua cái chủ đề của nó. Thì ví dụ như ở đây thì mình sẽ chọn cái đây chẳng hạn. Rồi sau đó ở đây nó sẽ yêu cầu các bạn tìm một cái domain, tức là một cái keyword, một cái từ khóa để các bạn khi người ta click vào đây người ta có thể kiếm được cái blog của các bạn. Ví dụ như hôm nay mình muốn tạo một cái blog của mình, ví dụ như tên là bin chẳng hạn. Thì lúc mà các bạn nhấn chữ bin á thì máy sẽ tự động kiếm cho các bạn đây cái domain mà free ở đây các bạn hãy chọn đây nha, select. Rồi ở đây các bạn thấy, các bạn hãy chọn vào cái select free chỗ này, thì chỗ này là bước thứ tư. Rồi bây giờ các bạn hãy chọn cái địa chỉ email của các bạn, rồi click vào đây, sau đó chọn password, các bạn tạo cái mật khẩu cho cái tài khoản của bạn, sau đó các bạn chọn vào create my account. Thì bởi vì mình đã có sẵn cái account của mình rồi cho nên mình sẽ không có làm bước này nữa. Thì nếu mà khi mà các bạn đã có account rồi á, các bạn thấy thì mình sẽ ấn vào cái chọn cái login ở chỗ này. Rồi mình sẽ chọn cái tài khoản của mình ha. Đây nó giống như là một cái giao diện chính ở Facebook, như các bạn thấy giống kiểu như trang chủ của Facebook đó các bạn. Và các bạn muốn vào cái trang blog của các bạn thì các bạn hãy chọn vào cái chỗ My Site này, chỗ này thì người ta sẽ hiện lên những cái chỗ này là tức là khi các bạn nhìn vào đây là các bạn thấy được cái blog này khá là sơ khai. Thật sự là mình mới chỉ tạo được cái blog này thôi. Các bạn thấy follower chỉ có một. Rồi ví dụ như người ta sẽ xem ở đây nó có những cái posting activity, là những cái post này mà nó hiện lên nó cũng sẽ thông báo cho các bạn, rồi nó sẽ báo cho các bạn những cái số view, một số like, một số comment ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách để tạo một cái blog ha. Thì khi các bạn đã có một cái này gọi là cái blog rồi, bây giờ mình sẽ phải điều chỉnh như thế nào. Các bạn thấy chọn ở đây, như lúc nãy mình có nói, các bạn muốn thay đổi cái chủ đề của mình, các bạn chọn vào theme chỗ này. Thì nó sẽ có rất là nhiều cái theme ở đây. Thì để các bạn chọn một cái các bạn muốn mua, các bạn có thể có những cái giá ở đây. Còn nếu không các bạn click vào đây để chọn free, thì nó sẽ hiện ra những cái chủ đề mà miễn phí cho các bạn. Thì các bạn có thể, ví dụ các bạn muốn thay đổi chẳng hạn, ví dụ mình muốn thay đổi cái này, thì mình sẽ chọn các bạn.
các bạn, đây là cái giao diện mà mình muốn chọn chẳng hạn. Thì ở đây á, thì ở đây lúc trước nó sẽ hiện cái tên, ở đây là cái tên của cái boss của các bạn. Ví dụ như các bạn muốn chọn tên của cái boss của các bạn là gì thì các bạn chọn vào đây, các bạn muốn sửa tên, ví dụ như các bạn muốn sửa tên là lớp học tiếng Anh chẳng hạn. Rồi các bạn có thể chọn xong, các bạn save nó, các bạn lưu lại, save and publish chỗ này. Rồi rồi các bạn ok ha. Rồi rồi các bạn quay ra phía chỗ blog học tiếng Anh ở đây, thì các bạn đã thấy cái tên của các bạn đã được thay đổi chưa, blog học tiếng Anh. Ở đây thì nó sẽ có những cái, các bạn thấy khi các bạn vào một blog nó sẽ có những cái gọi là những cái mục để mình đi vô, giống kiểu như cái file vậy đó. Thì để mình tạo ra những cái như vậy thì các bạn hãy chọn cái menu mà có S ở đây các bạn, bạn chọn vô. Được chưa? Rồi, ở đây nó có list cái nha, các bạn có thấy lúc nãy có từ About, Blog, Contact, WordPress không ạ? Thì cái WordPress là cái mà mình mới tạo và thông thường người ta sẽ có những cái này. Thì cái này giống kiểu như là các cái file vậy đó. Thì bây giờ các bạn muốn tạo thêm một cái đường link vô giống như lúc nãy, ví dụ như tạo thêm một cái mục ngang bằng với những cái mục About hoặc Blog này á, thì các bạn hãy tạo. Ví dụ như bây giờ á, mình muốn tạo một cái thêm nữa là các bạn hãy chọn vô đây cái nút cộng là muốn thêm. Thì các bạn muốn thêm ở trên ở dưới hoặc là tạo thêm cái file con ở đây đều được. Thì bây giờ mình sẽ thêm một cái ở phía trên đi chẳng hạn. Mình để tên, đặt tên ở đó, đây là home. Yeah. Rồi, đây là một cái page cho nên mình sẽ chọn cái dạng của nó, định dạng của nó là page. Sau đó mình add item như này. Thì các bạn thấy ở đây nó có home rồi đúng không ạ? Rồi các bạn muốn viết bài, các bạn muốn thêm bất kỳ một cái tệp con ở trong đây các bạn có thể thêm. Nếu các bạn muốn thêm tệp con các bạn add to children. Ví dụ như là home chỗ này, ví dụ các bạn thấy, ví dụ như mình là giới thiệu, cái gì lúc nãy có giới thiệu rồi đúng không? Thì bây giờ ví dụ như mình thấy, ví dụ như là thông tin cái gì các bạn, ví dụ như là tại sao mình tạo một cái page như vậy, add item ở đây đó. Rồi các bạn bây giờ các bạn muốn tạo một cái post, đó là cách các bạn có thể tạo ra những cái file như vậy. Rồi các bạn, khi các bạn muốn tạo một cái boss, các bạn hãy nhìn vào phía bên trái này, có mình có chữ blog boss đúng không ạ, bạn click vào đây. À, một điều nữa mình phải nhắc các bạn là khi bất kỳ khi các bạn thêm bớt mà nhìn chỗ này các bạn muốn lưu lại, các bạn phải ấn cái nút save ở đây, thì nó cần một cái thời gian để lưu. Khi nào mà cái save này nó chuyển thành màu xanh nhạt á, các bạn đợi chút nó sẽ hiện ra, thì lúc đó các bạn mới được rời ra. Nếu mà các bạn rời đi mà không lưu như mình lúc nãy thì nó sẽ mất đây cái màu xanh nhạt đấy các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chọn vào cái menu xuống lại nha. Rồi blog post này, mình muốn tạo một cái post thì nó sẽ hiện về một cái write, nó rất là giống ở trên Facebook. Ví dụ bây giờ mình ghi này, tại sao ví dụ tiếng Anh càng ngày càng phổ biến này. Rồi đó, đây là cái chủ đề của mình ha. Rồi mình ví dụ như mình muốn thêm các cái gì ở đó, tại vì đó mình gõ ở đây ha, bất kỳ cái gì cũng giống y như buộc các bạn xài vậy đó. Rồi có một điểm đặc biệt ở đây nữa là khi mà các bạn làm cái box này, các bạn có thể kèm thêm link. Ví dụ như ở đây mình thêm ví dụ như link làm YouTube, ví dụ mình muốn change link học tiếng Anh chẳng hạn. Ví dụ chẳng hạn bây giờ mình hãy có một cái link ở đây mình lấy đặt đó, đó. Thì mình copy cái link này, rồi mình sẽ đây, nó sẽ có cái URL chỗ này, thì các bạn hãy bát cái link mà các bạn dán cái link các bạn vừa mới làm xong. Thì thích ở đây lúc nãy mình gì click lên chẳng hạn đó, hết link vô đó, thì nó sẽ ra một cái gọi là cái liên kết ở đây. Rồi các bạn hãy lưu bài pub, click vào nút publish chỗ này, thì cái bài của các bạn sẽ được đăng lên. Rồi các bạn hãy để publish on blog học tiếng Anh, rồi các bạn muốn xem các bạn click vào đây.
Rồi. Các bạn lúc nãy các bạn có thấy cái form mình mới tạo ra không ạ? À, các bạn thấy vô thì đây là cái giao diện mà người khi người nhìn á, người vào người ta vô người ta sẽ thấy tại sao tiếng Anh quan trọng vậy ạ. Rồi, đây, các bạn thấy cái bài box mình mới đăng không ạ? Tiếng Anh ngày càng phổ biến, mình đăng những cái lúc này và các bạn khi các bạn click vào chữ Bigbang này, nó sẽ ra cái link lúc nãy mình có, các bạn thấy chưa? Rồi ạ, mình sẽ quay lại ha. Rồi, ví dụ đó là cái mình post trực tiếp đúng không ạ? Còn nếu bây giờ mình muốn link một cái bài post sang chẳng hạn, ví dụ mình tạo một cái post mới, mình sẽ viết my size cho này ha. Rồi mình muốn tạo một cái post mới chẳng hạn, ví dụ như là link học tiếng Anh. Học như 20 từ tiếng Anh mỗi ngày. Rồi mình sẽ chèn link vô đây hoặc là chèn thêm bất kỳ cái gì đó đây. Chèn thêm ví dụ như hoặc là bài viết gì đó. 20 từ tiếng Anh chẳng hạn. Rồi mình publish cái này lên. Rồi, các bạn vào, bạn muốn link cái bài post này đến cái mục nào thì các bạn hãy chọn cái chỗ mà My Size đây. Các bạn vào menu tiếp, cái chỗ mà các bạn quản lý á. Ví dụ như các bạn muốn gắn về cái từ cách sử dụng chẳng hạn, có cái từ cái vụ phải cách sử dụng các bạn thêm vào đây. Rồi các bạn click vào cái chỗ mà thêm. Rồi các bạn thêm cái gì? To children, bởi vì bạn muốn gắn cái file của trong thì các bạn chọn to children. Sau đó các bạn gắn cái link ở đây. Hoặc là gắn cái post, cái link các bạn thấy gắn trực tiếp để chuyển cái mục này thành cái link hoặc các bạn chọn cái post. Rồi. Ở đây nó sẽ tự động link vào những cái mà các bạn đăng á, các bạn đăng cái bài đăng của các bạn rồi các bạn sẽ chọn bất kỳ tiếng Anh càng phổ biến như lúc nãy cái bài lúc nãy của mình hoặc link học tiếng Anh 20 tiếng mỗi ngày. Rồi các bạn chọn ở đây, các bạn add item chỗ này thì nó đã tự động link. Sau đó các bạn tìm làm gì ạ? Save lưu lại. Rồi, rồi sau khi được lưu xong các bạn sẽ chọn vào cái blog học tiếng Anh cái nút này này. Thì các bạn sẽ thấy được cái giao diện mà khi người ngoài người ta nhìn vô người ta sẽ thấy chưa? Home nè, tại sao tiếng Anh học quan trọng nè, about mình chưa có thêm gì hết. Mình lúc nãy mình cách sử dụng đúng không ạ? Rồi cách sử dụng nó ra nè, link học 20 từ tiếng Anh mỗi ngày. Chị nghĩa. Yeah. Sử dụng. Rồi. Đó. Khi mà các bạn muốn post bất kỳ cái gì các bạn có thể làm và các bạn nên nhớ là hãy lưu hoàn lại. Đó. Đó là các cái cách khi mà các bạn làm xong hoặc các bạn nhớ lưu thì các bạn muốn thoát tài khoản thì các bạn click vào đây sau bạn sign out. Ra. Đó. Đó, đó là tất cả những cái vừa rồi là những cái bước mà các bạn tạo một cái tài khoản blog cho mình, tạo một cái blog cho mình, viết bài và quản lý cái blog. Thì đó là những bước đơn giản để cho những bạn mới bắt đầu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.